Xin mến chào quý vị đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, à, ngày hôm nay tác giả Giang Messi có gửi đến cho chúng ta một bộ truyện à, câu tựa đề Lò Mổ Chó. Quý vị chúng ta nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tổng Media. Và quý vị thích nghe chuyện audio thì chúng ta hãy nhớ truy cập vào ngheaudio net nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Chuyện Chiêu. người xưa có câu chè thái gái tuyên ấy là muốn ám chỉ vẻ đẹp mộc mạc nhưng mặn mà đầm thắm của những cô gái miền sơn cước chè thái nguyên cũng có những hương vị rất đặc trưng thơm ngon đậm đà mà ít nơi nào có được câu nói đẹp và lãng mạn là thế ấy vậy mà không biết cái thằng bỏ mẹ trên mạng nào lại chế thêm một vế nói về những việc ăn uống vô cùng phàm tục Gà yên thế, chó cao hạ. Câu nói ấy ám chỉ hai món đặc sản tại vùng yên thế bắc giang: cô gà đồi thơm ngon và làng mổ chó cao hạ nổi tiếng khắp cả miền bắc. Truyền thống làm nghề mổ chó làng cao hạ chẳng biết đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó truyền đời nối nghiệp qua không biết bao nhiêu thế hệ, cứ hết đời ông đến đời cha, lại đến đời con theo nghiệp mổ chó. Vào thời kỳ rộ, làng Cao Hạ có đến cả vài chục hộ gia đình làm nghề. Thực ra ban đầu không đông tới như vậy. Thế nhưng sau khi nhìn thấy những nhà đầu tiên ăn nên làm ra, khách mỗi ngày kéo đến nườm nượp, đuổi đi không hết thì những gia đình khác cũng bắt đầu dục dịch. Cứ như thế, nhà sau nhìn nhà trước, nhà nọ nhìn nhà kia rồi dần dà đua nhau phát triển, hình thành làng nghề mổ chó từ lúc nào chẳng hay. Nói không ngoa, và lúc thịnh nhất, dễ phải đến hơn 90% lượng thịt chó xung quanh khu vực Hà Nội đều có nguồn gốc từ làng cao hạ mà ra. Thế mới thấy số lượng kinh khủng tới mức nào. Những lò mổ tầm nhỏ hay tầm trung vẫn chiếm đại đa số, nhưng nếu cộng tất cả số lượng lại, e rằng còn chưa bằng ba lò mổ lớn nhất, đó là lò mổ nhà bà Thưa, bà Ngân và ông Toán. Bình quân mỗi hôm, ba nhà ấy đều giết cả nửa tấn chó và những dịp cuối năm, thời tiết trở lạnh, giết cả tấn một hôm là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng bởi thế, số lượng tiền lời ba gia đình đó kiếm được là nhiều nhất, không khó hiểu khi nhà họ cũng to và khang trang nhất làng, đặc biệt là nhà bà Ngân. Nhà bà có thể nói là một trong số ít những người đi tiên phong, khi ấy chưa có nhiều người làm, cạnh tranh ít nên cực kỳ lời mỗi con chó bà lãi gấp đôi gấp ba là bình thường thậm chí có bữa trúng mánh lãi gấp bốn năm cũng có chính vì thế gia đình bà phất lên như diều gặp gió đã mua được hẳn một căn biệt thự gần bờ hồ ngay sát trung tâm thành phố hà nội những tường sau khi đã có đà gây dựng được tiếng tăm cùng hệ thống mối hàng ổn định gia đình bà sẽ ngày càng trở nên giàu có thế nhưng không phải đã có một biến cố xảy ra khiến gia đình bà sau đó rơi vào thảm cảnh. Hôm ấy cũng như bà hôm khác, mới một giờ sáng, nhà bà đã ồn ào huyên náo như là có cỗ. Ông tần chồng bà sau khi bắn xong vài bi thuốc lào, rửa qua mặt mũi cho tỉnh ngủ, ông lại lệnh khệnh bước ra coi đám thợ làm việc. Dạo trước khi mới bắt đầu, mỗi ngày chỉ mổ một hai con chó thì ông tần còn có thể tự làm một mình nhưng sau này theo số lượng tăng lên, mỗi hôm vài chục con thì ông không cách nào xây sở, đành phải thuê thêm 5 người thợ nữa. Những người thợ này chủ yếu là thanh niên, chỉ có duy nhất một người trung tuổi tên biển. Họ cũng không phải là người dân làng cao hạ, mà là tứ xứ thập phương, trong đó nhiều nhất là thanh hóa. Ninh Bình có một người, Vĩnh Phúc có một người. Để tìm thuê được một người thợ lành nghề, gắn bó với mình lâu dài không phải là dễ nhất là cái nghề mổ chó này, người ta rất kiên kỵ. Còn trâu con chó, xưa nay là hai loài vật gần gũi với con người, sống có tỉnh có nghĩa, tâm linh rất nhạy. Bởi vậy rất ít ai dám cầm cái búa đập vào đầu bọn nó đến bể sọ học máu. Cực chẳng đã, đôi khi người ta lâm vào đường cùng, không còn sự lựa chọn vì kế sinh nhai mới đành nhắm mắt nhắm mũi mà thôi. Năm người thợ này lúc mới tới đây tay nghề vẫn còn non và long ngóng, nhưng chỉ độ 10 ngày, từng động tác đã trở nên thuần thục và điêu luyện. Cũng dễ hiểu thôi, mỗi ngày họ có hàng tá những con chó để thực tập, chăm hay, không bằng tay quen, không nên tay nghề mới là lạ. Sau khi đánh xong bát vở, ngồi uống chè xỉa răng một lúc, thằng Khang nhìn thằng Đô hất hàm. Chỉa luôn đề, hôm nay hàng nhiều làm sớm cho kịp, Nói rồi hai thằng bước lại chỗ cửa buồng. Ở đó đã đặt sẵn một cái thòng lọng cùng một cái búa đinh sáng loáng. Đưa tay với cái thòng lọng, thằng Khang mở cửa chuồng rồi bước vào bên trong. Ngay lập tức, một cái thứ mùi tanh thối, ngai ngái, lợm giọng sọc vào mũi, đủ khiến cho bất kỳ người nào cũng phải nôn ọe. Thế nhưng mặt thằng Khang vẫn tỉnh bơ, mồm vẫn phì phèo điếu thuốc lá như chẳng hề có chuyện gì xảy ra trong đó còn 5 cái lồng lớn, mỗi cái lồng nhốt từ 8 đến 10 con chó các loại. Cảm nhận được hai vị sát tinh đang chuẩn bị tới lấy mạng mình, những con chó run sợ co quắp. Bọn nó rên lên ư ử thê lương ai oán. Có những con sợ quá còn ỉa đái, che chép. Bất chấp những lời van xin, hai thằng chẳng chút động lòng, đưa tay mở cái cửa lồng đầu tiên. Khang thọc cái thòng lọng, xiết vào cổ một con chó đực màu xám nhạt rồi lôi ra nó sẽ là thí sinh đầu tiên bước lên đoạn đầu đài nó sợ hãi càng ra sức dãy ruộng kịch liệt nhưng chẳng thể nào thoát được hai cánh tay lành nghề cơ bắp thằng khang nghiến răng ghi chặt đầu con chó xuống đất xong liếc nhìn sang đô làm đi mày chỉ chờ có thế từ trên tay thằng đô một cái búa đinh vun vút xé gió hạ xuống đích đến chính là chỗ thóp trên đỉnh đầu con chó một âm thanh gai người lạnh gáy vang lên máu đỏ lòm phọt ra tứ tung trong đó còn lẫn cả vài màu xương cùng với óc trắng chỉ với một nhát đập duy nhất con chó không kịp kêu lên tiếng thứ hai đã lập tức khuỵu xuống nằm im bất động để mà nói đạt được trình độ chuẩn xác như vừa rồi trong nghề cũng không có mấy người làm được đó là lý do vì sao thằng Đô được trả lương cao hơn mọi người. Không ai cảm thấy khó chịu vì điều ấy, bởi đó là công việc ám ảnh nhất và cũng đòi hỏi kỹ năng khó nhất. Đập vài nhát con chó chết thì họ làm được, nhưng cả mười như một, chỉ một nhát duy nhất là kết liễu con chó thì họ bó tay. Mặt vẫn lạnh như tiền, cầm điếc thuốc rít một hơi dài, thằng Đô lấy chân gạt con chó về sau, cho những người còn lại đem đi chọc tiết làm lông, nhìn thấy một người đồng bạn vừa bị hành quyết ngày trước mắt, những con chó trong lòng càng thêm kinh sợ, la hét thảm thiết. Không chỉ tại nhà bằng ngần, gần như khắp cả ngôi làng cao hạ lúc này đều là những âm thanh như vậy. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để lay động chút thiện lương ít ỏi đã trai sạn trong lòng hai thằng. Khang tiếp tục thò cái thòng lọng vào trong lòng, lôi ra thí sinh tiếp theo. Chỉ mấy giây sau, lại là một tiếng bột lạnh gáy vang lên. Và đương nhiên, lại có thêm một chú chó nữa từ trần, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình ông bà Ngân và những người thợ. Hôm nay tổng thể hai thằng phải hành quyết gần 50 con chó. ấy vậy mà, thời gian chưa đầy một giờ đồng hồ, mọi việc đã xong xuôi đầu đó. Sạc những con chó chất tảnh đống, máu me vương vãi tứ tung đen ngòm. Theo đó, rồi bọ cũng bay về bu kín cua tay một cái có khi vơ được cả nắm xong công đoạn đầu tiên hai thằng mới dừng tay nghỉ ngơi chẳng cần rửa giấy chân tay mặt mũi bất chấp người ngậm lúc này máu me dính loang lổ hai thằng ngồi uống nước chè phi phèo điếu thuốc một lát thì đứng dậy tiếp từ những con chó được chọc ra đám người ông biển đã gom gọn vào hai cái thau nhôm xung quanh đó rồi nhặt bu đen bu đỏ nhìn vào không khỏi dùng mình nổi ra gà. Khác với những dạo đầu tiên khi mới làm nghề, lúc này đã có máy đánh lông chó nên đỡ đi được rất nhiều sức người. Sau khi những con chó được nhúng vào nước sôi, họ cho vào những cái máy đánh lông quay tít như máy giặt. Chỉ một lát sau ra rẻ con nào con nấy trắng phao phao, có chăng còn sót lại chỉ là một ít lông những chỗ ngóc ngách mà thôi. Hôm nay đơn đặt hàng nhiều nên mọi người làm hết sức khẩn trương. Sau khi những con chó đánh lông xong, họ ra sát lại một lần nữa cho sạch sẽ. Xong đem ra chỗ sau nhà, nơi đó đã trải sẵn một lượt rơm vàng óng thẳng tắp. Những con chó được xếp thẳng hàng, chỉ một môi lửa, tất cả đã bừng bừng bốc cháy. Công đoạn này đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Ông Tần bằng Ngân cũng không ngoại lệ. Ai nấy cầm một cái quạt, phân công nhau quản lý mỗi người bốn năm con chó, liên tục quay qua lật lại, để đảm bảo lửa đều không chỗ nào bị cháy. Khi màu sắc những con chó đã vàng ruộng, cũng là lúc ngọn lửa vừa kịp tắt, mọi thứ ăn khớp với nhau như cá với nước, cho thấy đám người đã vô cùng thuần thục. Đến đây thì mọi thứ đã gần như hoàn thành, chỉ cần mổ bụng, moi nội tạng, sắp xếp mọi thứ đâu ra đó nữa là xong kết thúc một ngày làm việc năng suất và suôn sẻ. Ai lấy tay rào tài thớt, từng đường rạch lướt đi loang loáng. Một con chó với những người không chuyên, có khi mất cả nửa ngày hì hục chưa xong. ấy vậy mà, đối với những người này, chưa đầy 5 phút, mọi thứ đã đâu ra đó gọn gàng. Sau khi xong xuôi, liếc nhìn lên đồng hồ cũng gần 3 giờ sáng. Cùng thời điểm ấy, ngoài phía cổng làng cao hạ, những chiếc xe máy ô tô bắt đầu rầm rập lao tới nó tỏa ra tất cả các ngã rẽ phân bổ đi gần như khắp cả ngôi làng đó chính là những chủ cửa hàng những tay buôn và những người chở thịt chó thuê họ đến các lò mổ chọn cho mình những con chó ngon nhất chất lượng nhất để đem về bán hoặc là làm hàng đương nhiên ba cái lò mổ lớn nhất cũng là nơi tụ tập đông người nhất từ phía cổng nhà bằng ngân có một chiếc xe máy lao tới đậu sẵn, ra một người đàn ông sang sảng gọi với vào trong. ông Tần bằng ngân ơi, ra mở cửa cho tôi với. đi rồi, tôi ra ngay đây. thế nào rồi ông? đã mổ xong hết chưa? xong rồi, hôm nay lấy mấy con? vẫn như cũ thôi, cho tôi hai con tự chọn. đó là ông Đồng, chủ quán thịt chó trên phố huyện thằng cha này cực khôn, lúc nào cũng mò đến tử rất sớm. Chó thì chọn còn ngon nhất, nhưng tiền nhất định chỉ trả ngang bằng những người khác. Nếu không phải nể lão lúc trước đã dắt cho nhiều mối, chắc hai ông bà cũng cạch mặt từ lâu. Bà Ngân vẻ mặt hơi khó chịu, bà nói: xong rồi đấy, chọn con nào thì chọn mau đi. Lão đồng bước lại, thấy một dãy dài những con chó xếp la liệt, để chắc ăn hơn lão còn đem theo cả một cái đèn pin siêu sáng dắt đít. Đoạn cúi xuống lật qua lật lại. Xem hết lượt, sàng lọc kỹ càng, rồi mới ra quyết định. Mất dễ đến cả nửa tiếng đồng hồ sau, lão mới ngẩng mặt lên rồi bảo. Lấy cho tôi hai con này đi. Phải nói cái thằng cha này mắt tinh như cú vỏ. Đó chính là hai con chó ngon nhất nhà bà hôm nay có được. Rất ít khi lão chọn nhầm. Bởi lão chẳng những là chủ cửa hàng thịt chó lâu năm còn là một người có đam mê thực sự với món thịt chó. Sau khi đem cân tính tiền đâu đó, đám thợ phụ giúp lão chẳng buộc hai con chó lên xe. Trước khi phóng đi, lão còn ngoảnh mặt lại cười phớ lỡ. <laughs> Chào các bạn, tôi đi đây. Ngày mai tôi lại tới. Bà Ngân chán chả buồn bắt nhời. Cái lão này ngoài mặt tươi cười, cứ tỏ ra ngô nghê khờ khạo vậy thôi, nhưng mà toàn ngu ăn người cấm có khi nào lão chịu thiệt dù chỉ một cắc. Sau khi ông đồng vừa rời đi, một lát sau anh Bắc lại tới. Vừa nhìn thấy anh, thái độ bà Ngân khắc hẳn, niềm nở và đon đả. ấy chú Bắc đi hả? Mời chú vào đây uống nước. Anh Bắc gật đầu, gạt chân trống rồi bước lại, đưa tay đỡ chân nước trẻ anh nói. Hôm nay chỉ để cho em bốn con, lấy con nào to to ấy. Bà Ngân khẽ gật đầu, đoạn hất hàm ra hiệu cho cánh thợ. Chỉ một loáng sau, bốn con chó đã được đặt lên cân. Thằng Khang đọc lớn. Tổng công 82 cân côi. Không chờ bà Ngân lên tiếng, anh Bắc nhầm nhầm trong miệng, rồi rút tiền trả sõng sỏng. Vẫn giá cũ, 150 ngàn một cân. Tổng vị trí là 12 triệu 300. Chỉ đếm lại hộ em, xem đủ chưa. Bà Ngân vui vẻ cầm lấy, xỉa xỉa một hồi bà gật đầu. Ừ, đủ rồi. Chúc chú hôm nay đắt hàng nhá. Vâng, cảm ơn chị. Mà thôi, chắc em xin phép, đi luôn đi kẻ muộn. Đến độ chừng 4 giờ sáng, dòng người kéo đến càng rộ, xe máy có, ô tô có, thậm chí cả xe ba gác cũng có. Chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ số chó mổ hôm nay đã hết nhẵn, thậm chí có một vài người tới muộn còn không có hàng mà lấy bà ngân vẻ mặt ái ngại các chú thông cảm hôm nay nhà tôi hết hàng rồi hẹn các chú ngày mai vậy nhá thực ra trong làng rất nhiều nhà còn hàng nhưng thường mọi người vẫn ưu tiên ba lò mổ lớn nhất đơn giản vì họ làm ăn lâu năm uy tín thêm nữa chất lượng chó cũng đồng đều và đảm bảo hơn sau khi dọn dẹp mọi thứ qua loa đám cánh thợ đi tắm ồ, thay bộ quần áo rồi lại quay trở vào giường ngủ bù. Đồ ăn bà Ngân cũng đã nấu sẵn, nếu như ai đói có thể xuống bếp múc cháo, múc canh bất kỳ lúc nào. Cứ như thế, cảnh ồn ào náo nhiệt diễn ra suốt đêm, nhưng đến độ 7 giờ sáng trở đi, cả làng lại như chìm vào trong giấc ngủ, ai nấy mệt mỏi, uể oải sau cả một đêm thức trắng bình minh chỉ bắt đầu vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau chiều đến cánh thợ cũng không ngồi chơi cũng có hàng tá việc phải làm nếu như hôm nào lượng hàng đã đủ thì còn đỡ nếu như còn thiếu bà ngân sẽ bắt họ đi sục sạo quanh vùng thậm chí sang cả các tỉnh lân cận để tìm kiếm tuy nhiên trường hợp ấy cũng ít khi xảy ra bởi đầu vào của bà ngân thường rất ổn định bà đã kết nối được với một mạng lưới dày đặc những tay buôn họ không chỉ thu mua chó quanh khắp các tỉnh thành của đất nước mà thậm chí còn sang cả lào campuchia để tìm nguồn có một đặc điểm không biết do khí hậu do giống hay do cách nuôi dưỡng mà thịt chó bên lào và campuchia thường ngon hơn việt nam đã vậy giá thu mua lại rẻ nên những tay buôn thường xin qua đó lùng sục mỗi chuyến hàng như vậy thường đem về cho họ lợi nhuận rất lớn bởi mua thì rẻ mà đem bán lại giá rất cao. Cứ chiều chiều, những chiếc xe ô tô chở chó lại chạy rầm rập quanh làng, đem đến cho các lò mổ. Nhiệm vụ của cánh thợ là kiểm hàng, chọn lọc ra những con ngon nhất. Con nào không đạt tiêu chuẩn, ốm yếu hoặc nhìn giống như là đang bị bệnh sẽ lập tức bị loại bỏ. Dù giá nhập có cao hơn mặt bằng chung một chút, nhưng riêng về chất lượng thì chó nhà bà Ngân không phải bàn. Đúng 2 giờ chiều, phía ngoài cổng nhà bà có tiếng máy nổ xình xịch. Từ trong cabin một gã dâu sồm bụng bìa bước ra. Ông Tần bà Ngân ơi, mau ra lấy hàng này. Hai ông bà cùng đám thợ nghe thấy thì vội vã chạy ra. Một thằng thanh niên đi cùng gã kia đã bước xuống mở cửa sau. Cùng với lúc ấy tiếng chó sủa vang lên inh ỏi hôm nay hàng có đạt không đấy? Rút từ trong túi quần ra bao thuốc bà số, gã bụng phệ châm lên một điếu thở phì phò, đoạn bảo. <cười> <cười> riêng hàng hôm nay, bà chị không phải nghĩ, hàng chuẩn cam 100%. Bà Ngân biểu môi, có phải cam thật không, hay lại cam chua, cam xanh? Gã kia phả một hơi thuốc vào mặt bà như trêu ngươi, đoạn cười lên khảnh khạch, vỗ vỗ vào cái bụng bia lên tiếng. <laughs> hôm nay em cam đoan, hàng chuẩn 100%. Nếu mà chị phát hiện ra không phải, em biếu không chị cả xe chó. Thôi được rồi, chúng mày lại đó kiểm tra, xem có đúng không. Đám thợ lập tức bước lại, phụ giúp với người kia khênh xuống những sọt chó. Cả thầy hôm nay có tất cả 80 con. Với số lượng này, đủ cho nhà bà tiêu thụ trong hai ngày không cần nhập thêm. Tay mỗi người đã cầm sẵn cái gậy, ra sức chọc chọc vào bên trong lồng để những con chó tản ra. Bọn nó soi kỹ lắm, thấy con nào nghi ngờ sẽ lật nghiêng lật ngửa, nhìn cho ra vấn đề mới thôi. Công đoạn này vậy mà ngốn mất gần cả tiếng đồng hồ. Bà Ngân cùng gã dâu sồm đã vào ngồi chỗ đầu hè uống nước. Vẫn là cái giọng điệu chắc nịch như đình đóng cột, bởi chuyến hàng này gã không hề trả trộn bất kỳ thêm con nào. Sau khi đã kiểm tra hết lượt, đám người thằng Đô có thể khẳng định 99% là hàng thật, duy chỉ có một con chó trắng, điểm điểm vài nhúm lông vàng hanh là chúng nó trông không chắc. Nhìn qua mặt con này thì nhang nhác giống chó Alaska của Nga, nhưng cũng lai một chút béc dê, màu lông lại giống chó ré Việt Nam. Nói chung là lai rất lung tung, không thuần chủng, bởi vậy chúng nó không dễ gì mà xác định. Lúc này, muốn biết chuẩn xác, chỉ có cách mổ ra nhìn thớ thịt hoặc cho chuyên gia thẩm định tầm cỡ như là ông Đồng, chủ tiệm chó ăn thở mới rõ. Nhìn đi nhìn lại, trao đổi với nhau một hồi, bọn nó cũng lắc đầu chịu chết. Lát sau, thằng Khang bước vào. Dạ, chúng cháu kiểm tra kỹ hết cả rồi. Đúng hàng chuẩn cam trăm phần trăm. Duy chỉ có một con chó trắng chúng cháu không chắc có phải là hàng chuẩn hay không. Bà Ngân nghe thế tùy chẳng rõ thực hư, nhưng bà đốt luôn. Đấy, lòi đối cáo ra rồi nha, chắc mày lại trộn bùn vào gạo rồi định đèm bịp chị đúng không? Gã dâu sồm ném mạnh cái tóp thuốc xuống sân, mặt đanh lại, lão nói. Bà chị đúng thật là, chưa biết đầu cua tài nghèo thế nào, đã đồ ăn cho thằng em. Còn cho đấy, em bắt tận bên đất cằm. Tùy giống đô lai tạp nhằm, nhưng mà được cái họ nuôi bộ, thịt đảm bảo là miễn Bà Ngân chẳng những dành về chó, còn có con mắt rất tinh đời. Chỉ nhìn qua ánh mắt là bà biết người đối diện đang nói thật hay nói dối. Tùy tay sâm nát này cũng nhiều lần dở trò định qua mặt, nhưng chưa lần nào gạt được bà. Thôi được rồi, lần này chị tạm tin chú. Nhưng mà nếu để chị phát hiện ra chú nói dối, thì cứ liệu hôn. Nó rồi bà kêu cánh thợ chuyển chó vào chuồng, còn mình thì ngồi hạch toán với tay sâm. Sau khi tất cả xong xuôi, bà mới bước lại chỗ chuồng rồi quan sát. Sau khi ánh mắt bà đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ còn chó trắng. Không phải bà cố ý, mà vẻ bên ngoài của con chó này rất thu hút ánh nhìn, chẳng những màu lông của nó khác hẳn, kích thước to hơn biểu hiện cũng không giống những con còn lại những con chó khác trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ sệt lo âu một số co quắp rúc đầu vào bên trong khi thấy bà bước tới riêng con chó trắng lại tỏ ra không hề sợ hãi chẳng những vậy nó còn đưa ánh mắt nhìn bà trừng trừng bao năm làm nghề cũng không phải lần đầu tiên bà gặp trường hợp như vậy nhưng ánh nhìn của con chó này khiến bà ngần có một cảm giác gì đó bất an rờn rợn đứng đó một lúc bà bước quay trở vào trong nhà tiếp tục làm các công việc như thường ngày đêm hôm ấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường ai làm việc nấy phối hợp với nhau vô cùng nhuẩn nhuyễn ăn ý chỉ đến khi thằng khang đưa cái thòng lọng lôi con chó trắng từ bên trong lồng ra thì sự lạ mới bắt đầu phát sinh trường hợp lần đầu tiên chúng nó gặp trong cuộc đời con chó trắng đứng chờ chờ bất động đưa cặp mắt nhìn trừng trừng vào hai thằng chúng nó. Số lượng chó mà hai thằng giết trước giờ nhầm tính sơ sơ cũng ngót cả vạn. ấy vậy mà chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Một thằng máu mặt sát tinh của loài chó như thằng Đô lúc này cũng không khỏi trột dạ. Tay cầm cái búa mà mồ hôi nó vã ra, mấy lần giơ lên định đập xuống mà vẫn chưa dám. Ánh nhìn của con chó này rất có thần, giống như của một loài chó có linh khí rất cao. Thằng Khang lúc này cũng chẳng khá hơn, tay cầm cái thòng lọng mà nước miếng nuốt ẩn ực. Dưới ánh sáng bóng điện chiếu vào, hai mắt con chó lúc này bỗng trở nên sáng rực. Nó như có một ma lực thôi miên khiến cho mắt hai thằng dần trở nên đỏ đẫn. Cái thòng lọng trong tay cũng từ từ nới ra, cây búa đinh loảng xoảng rơi xuống đất Đám người thấy vậy thì giật mình, vội ngoảnh lại. Quý đầu con chó lúc này đã thoát ra khỏi thòng lọc. Nó liếc cặp mắt sáng rực, nhìn về phía đám người, khiến không ai dám nhúc nhích. Rồi rất nhanh sau đó, nó la vút về phía sau vườn rồi biến mất. Ngần ra một lúc, bấy giờ đám người mới như sực tỉnh. Bà Ngần vội quát lớn. Mau lên, mà bắt con chó lại cho tao. Cánh thợ lúc này không dám chậm trễ, tay rào tay gậy rồi lao nhanh ra chỗ vườn. Chỉ có điều họ tìm đi tìm lại, sục sạo khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng tầm hơi nó đâu cả. Bà Ngân vừa sợ vừa xót của, tiếp tục ra lệnh cho đám thợ tìm kiếm. Nhà bà cao cổng kiếm tường, người bình thường muốn trèo vào còn khó, một con chó sẽ không cách nào nhảy qua mà thoát ra ngoài. Chắc chắn nó vẫn chỉ loanh quanh ẩn nấp đâu đó mà thôi. Thế nhưng tìm đi tìm lại mấy lượt, không bỏ sót dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ mà vẫn không sao phát hiện. Lanh quanh sự việc ấy đã ngốn của đám người đến cả gần tiếng đồng hồ. Lúc này họ không thể trì hoãn thêm được nữa bởi chỉ một lát nữa thôi cánh thương buôn sẽ tới lấy hàng. Bà Ngân ra lệnh cho đám thợ. Thôi, để tìm sau. Chúng mày tranh thủ làm nhanh cho kịp giờ. Sau sự việc vừa rồi, tâm lý của thằng Đô bị ảnh hưởng, nên những nhát búa của nó cũng không còn chính xác như mọi ngày. Có con chó nó phải đập đến hai ba nhát mới chết, một điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Vị khách đầu tiên viếng thăm nhà bà vẫn là cái lão đồng. Hôm nay đã đeo sẵn cái tâm trạng không vui, nên bà Ngân cũng không còn kiềm chế cảm xúc được như mọi ngày. Vừa thấy mặt lão bà đã gắt. Vào chọn nhanh lên, rồi phán đi, sỏi mối nó vừa vừa thôi lão đồng biết ngày thường bà cũng chẳng ưa gì mình nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gắt gỏng như vậy lão nghĩ thầm trong bụng cái con mụ này không biết hôm nay ăn nhầm phải cái gì hay là nó đến ngày hay sao mà giữ như cọp cái thế nhỉ sau khi nhìn qua một lượt lão cũng chọn đại hai con chó thanh toán xong thì chuồn luôn mặt bà ngần vẫn nặng như đeo trì đám thợ thế vậy cũng chẳng ai dám mở miệng Đến khi mẹ chó đã bán hết, bà tiếp tục sai đám thợ đi sục sạo khắp nhà lại một lượt. Và kết quả cũng không có gì thay đổi. Con chó kia giống như đã bốc hơi. Sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ tạo thành tai tiếng, ảnh hưởng đến việc làm ăn bà căn dặn cánh thợ. Chuyện con chó mất, tập cấm không được thằng nào bếp xếp ra ngoài, chúng mày rõ chưa? Cả ngày hôm ấy bà ăn không ngon, ngủ không yên ai cũng căng thẳng thấp thỏm lo âu về chuyện con chó, mặc dù chẳng ai dám mở miệng nói ra. Đêm hôm ấy, vì nóng nực, nằm chằn chọc mãi mà ông Tần chẳng thể nào chợp mắt. Ông ngồi dậy bước ra đầu hè, vớ lấy cái điếu cày, rít lên vài nhịp. Khi hơi khói vừa phả, ông Tần bất xác giật mình, bởi ông vừa nhìn thấy một cái bóng trắng lao vụt qua tầm mắt rồi biến mất hút về phía bếp định bụng gọi mọi người dậy nhưng nghĩ thế nào ông lại thôi bước về chỗ chạm ông tần vớ lấy con dao bầu rồi từ từ bước lại nói gì thì nói trước kia ông cũng từng một thời tay dao tay thớt chả nhẽ lại sợ một con chó sau khi tới nơi đưa mắt dòm vào bên trong ông lại chẳng thấy nó đâu cả đoán chắc nó chỉ ẩn nấp đâu đó quanh bếp Ông khẽ đưa tay với cái công tắc rồi bật lên. Khi cả gian bếp sáng choang, cũng là lúc cả người ông Tần đứng khựng lại. Đập vào mắt ông lúc này là hình ảnh con chó trắng đang đứng thẳng bằng hai chân. Đôi mắt đỏ lòm nhìn ông trừng trừng. Chưa dừng lại ở đó, cái ria mép con chó lúc này khẽ nhếch lên, mặt nhăn lại, làm ra bộ dạng giống hệt như của một người đang cười. Nhưng nụ cười đầy kinh dị với những cặp răng sắc lạnh cả người ông Tần buồn rộn, miệng ú ớ không thốt thành lời bị kinh sợ. Không chờ cho ông kịp phản ứng, còn cho trắng lập tức bổ nhào tới, nhắm thẳng chỗ ít hầu của ông mà đớp. Tốc độ nó nhanh như điện xẹt, cho dù lúc bình thường chưa chắc ông Tần né được, huống hồ lúc này còn đang hoảng loạn. Sau cú đớp, cặp răng vừa dài vừa nhọn chọc xuyên cổ họng, máu ông ọc phọt ra. Ông chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả người ngã vật ra đất. Sự việc từ đầu tới cuối diễn ra chỉ vẹn vẹn chưa đầy một phút. Mới đó một người đàn ông khỏe mạnh, quay đi quay lại, đã thành một xác chết cứng đỏ. Phía trong nhà khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ông, mọi người giật mình vội chạy ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ám ảnh, bà Ngân hét lên choáng váng rồi ngất liệm đi. Ngay cả cánh thọ thường ngày tiếp xúc với cảnh máu me đã thành quen, giờ đây cũng không khỏi lạnh người dọn tập gáy. Hai thằng lập tức khênh bà ngần vào trong nhà, còn ba người khác lấy một cái áo quấn quanh cổ ông Tần cầm lấy máu, đoạn đưa ông lên xe rồi trở gấp đến bệnh viện. Chỉ có điều đã quá muộn, ông Tần đã tắt thở ngay sau khi bị con chó kia cắn. Nhát cắn của nó cũng chuẩn xác không kém, so với việc lúc trước ông cầm dao bầu chọc tiếp Trước cái chết đầy bàng hoàng của ông Tần, cả làng cao hạ ai nấy ám ảnh khiếp sợ. Nhận được tin bố mất, hai thằng con trai nhà bà Ngân đang học trên Hà Nội cũng gấp rút trở về. Nhìn cái xác chết cứng đỏ tái ngắt, khuôn mặt vẫn không giấu được sự kinh hoàng trước lúc chết. Hai thằng con trai sợ hãi, không dám bước lại gần. Một cái đám tang sau đó cũng được diễn ra chóng vánh. Công việc làm ăn chỉ đành tạm thời gác lại về nguyên nhân cái chết mặc dù đã rõ mười mươi nhưng mọi người vẫn không dám chấp nhận. Lúc đọc điếu văn, họ chỉ bảo ông Tần bị trúng gió giữa đêm, ngã đập đầu, dẫn đến đột tử. Tuy nhiên nó chỉ đánh lừa được những đứa trẻ con, chứ sao qua mắt được cánh người lớn trong làng. Rồi sau đó tin đồn loan ra, họ nói rõ đây, tại gia đình nhà bằng Ngân đang có một con chó ma ẩn náu. Mặc kệ tin đồn đó có thật hay không, nhưng cũng từ sau hôm ấy gần như rất ít người dám tới nhà bà thậm chí mỗi khi có việc phải đi qua đó họ cũng chọn đi đường vòng để tránh vận xui rủi hai thằng con trai từ hôm về tới giờ gần như chẳng đêm nào được yên giấc đêm nào chúng nó cũng thấp thỏm lo âu chợp mắt được tí thì toàn gặp ác mộng lúc thì mơ thấy ông tần hiện về với bộ dạng máu me đầy người lúc lại thấy một con chó trắng bất thình lình xuất hiện, nghe răng cười khúc khích. Sau khi tuần đầu diễn ra, cả hai thằng không dám tiếp tục ở nhà, phải gấp rút bắt xe lên Hà Nội. Ngay cả cánh thợ cũng vậy, chúng nó cảm thấy ám ảnh với cái chết của ông Tần. Hôm ấy sau khi họp bàn, chúng nó nói với bà Ngân. Cô Ngân này, chúng cháu đã suy nghĩ kỹ rồi. Chúng cháu sẽ về quê một thời gian, lúc nào cô cần thì cứ gọi điện cho chúng cháu. Bà Ngân vẻ mặt dầu dĩ đáp lại. Nếu chúng mày đã quyết, thì cô cũng chẳng giữ. Để lát nữa cô tính toán nốt tiền công xá, rồi gửi cho chúng mày. Sau khi nhận đủ tiền, mấy người thu dọn hết hành lý quần áo, rồi lập tức vội vã chào từ biệt. Căn nhà thường ngày, người vào ra tấp nập, nay bỗng chốc trở nên tiêu điều lạnh lẽo. Lúc nào cũng bao phủ, cái màu tang thương ảm đạm. Hai ngày sau, khi đang ngồi bần thần trong nhà, bất chợt phía ngoài cổng có tiếng còi ô tô bấm loạn xạ. Màu cabin bước xuống thì thấy không ai khác vẫn là tay sâm rào chó mấy bữa trước. Ngước mắt nhìn vào bên trong, lão không khỏi ngạc nhiên, đoạn mới cất tiếng gọi. Chị Ngân, anh Tần ơi, ra mở cửa cho em. Hôm nay lại có mẻ cho ngon nữa này bởi vì thường ngày lão sâm sang tận bên lào bên cam sục sạo tìm mua chó nên vẫn không hay biết tin mấy bữa trước ông tần đã qua đời từ trong nhà bà ngần lao ra vừa nhìn thấy lão bà đã sửng cổ mẹ cái thằng chết đâm kia bữa trước mày bán cho nhà tao còn chó ma nó còn chết cả ông nhà tao rồi mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả mồm đang ngậm điếu bà số nghe vậy thì lão sâm tân ngẩn lắp bắp chị chị bảo sao anh tấn chết rồi chứ còn không à? tất cả là tại mày tại mày bán cho tao con chó ma mới thành ra như vậy hôm nay hôm nay tao phải đánh chết mày nói đoạn bà lao lại chỗ góc sân vớ lấy cái gậy rồi xông tới đập túi bụi lão sâm ăn ngay hai quả vào bụng đau đến lộn ruột thằng lô xe đi cùng thế thế phải vội chạy lại can lấy cái mũ cối đỡ cho lão mấy gậy Trước một bộ đàn bà đang phát khùng Mất hết lý trí Hai thằng cũng chẳng dám đôi con nán lại Gấp rút nhảy lên cabin Rồi rô máy phóng đi mất hút Mãi sau gặp mấy người trong làng Hỏi ra Chúng đó mới hay bữa nọ Ông Tần bị một con chó trắng cắn chết Mà con chó đó lại chính là Do lão xâm bán cho nhà bà Bảo sao bà trả lồng lộn lên như vậy Nói ra cũng trột dạ còn chó ấy lão sâm nào có phải mua của người dân bên đất cam. Hôm ấy trong lúc hai người đang ngồi trên xe, băng qua một con đường đất sát rừng rậm, thì bất ngờ thấy một con chó trắng ngồi trành ảnh án ngữ chắn trước lối đi. Nhìn thấy con chó, mắt lão sâm sáng lên, lão vội thúc giục. Mau, xuống lập thịt con chó kìa. Thằng thủ đưa mắt đảo quanh, thấy không có ai thì vỡ vội cái thỏng lọc rồi nhảy xuống kỳ lạ con chó này thấy người mà nó không hề sợ chỉ ngồi im đưa mắt nhìn trừng trừng thằng thủ thấy vậy cũng hơi gờm nhưng lão xâm quát mày làm cái đéo gì đây mau lên không nó chạy mất bây giờ cả mớ tiền sẽ ít đâu thủ từ từ bước lại trong cái thòng lọng vào cổ nó một cách hết sức dễ dàng đơn giản là vì nó không phản kháng sau khi hai người khênh nó lên xe nhốt vào lồng cho lại cabin Lão Sâm cười phớ lớ. <cười> Hôm nay đúng là trời cho lộc Con này áng áng cũng ngót 30 ký. Đủ tiền tao với mày ăn nhậu cả tháng. Khác với Lão Sâm, từ lúc bắt được con chó kia, trong lòng thổ cứ cảm thấy bất an sao sao. Thi thoảng, nó lại đánh mắt về phía sau, liếc nhìn vào chỗ con chó trắng. Nó thấy từ lúc bắt được tới giờ, con chó này không phát ra dù chỉ là một tiếng kêu đã vậy vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không giống với những con chó khác lúc ấy thằng thủ đã nghi ngờ con chó này có vấn đề thế nhưng lão sâm gạt đi còn mắng nó thằng này hôm nay mày bị ngáo à chó nào mà chả như chó nào cứ đập chết riêng mẻ vào giống nhau hết nhưng mà em thấy con chó này nó lạ lắm anh như thể nó cố tình đánh em mình bắt đi vậy Thôi, thôi 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 Mày tưởng tượng ít thôi Chắc nó cho hoang Hoặc có thể là bị ai đó đập vào đầu Nên nó đơ đơ Vừa hay Tao với mày gặp may Thấy lão sâm nói không phải là không có lý Nó cũng thôi không nghĩ ngợi nữa Thế nhưng đến hôm nay Sau khi nghe tin Nó cắn chết người Thì thằng thủ một lần nữa kinh sợ Anh ơi có, có, có khi nào Đúng như là lời bà ta nói còn cho hôm bữa anh em mình bắt được... Ừ... Là cho ma. Lão Sâm lở mắt. Ma cọp gì? Vỡ vào vỡ vẩn. Chuyện chó cắn chết người là chuyện bình thường. Hơn nữa, Lão bị cắn vào đúng châu hiểm. Đến châu còn chết cho nó chỉ người. Lời nói của ông Sâm nghe thì có lý. Nhưng nếu xét ra, Thì lại có rất nhiều chỗ bất thường. Loài chó trước nay dù hung dữ, Nhưng chúng nó thường rất ít khi chủ động cắn vào vùng cổ đa phần thường cắn vào chân vào gấu quần chứ còn nhắm thẳng vào vùng cổ nơi ít hầu thường chỉ có loài hổ báo trong rừng khi săn đuổi con mồi mà thôi thằng thủ biết vậy nhưng cũng chẳng buồn cãi với lão cho mất công bởi lão sâm trước giờ đâu có tin vào tâm linh hay ma quỷ nói ra lão còn chửi cho thêm về mẻ chó hôm nay sau khi bị bà ngần bom lão sâm chỉ đành chạy qua những lò khác để bán có điều sau khi biết nhà bà ngân mua chó của lão bị cắn chết mọi người đều từ chối chẳng dám mua loanh quanh hết mấy lò mổ lớn lại chạy qua những lò mổ tầm trung và nhỏ nhưng sau cùng nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu chú thông cảm hôm nay tôi lấy đủ hàng rồi à, xin lỗi chú mai ngày kia nhà em có việc bận nên tạm thời chưa nhập thêm nhà ai cũng có lý do từ chối khéo mặc dù lão sâm thừa biết là không phải. Cực chẳng đã, lão phải hạ thêm mấy giá, ấy vậy mà vẫn chả lo nào dám nhập. Tình huống này từ lúc lão làm nghề buôn chó tới giờ, đây là lần đầu tiên xảy ra. Mọi khi mọi người đều tranh giành nhau như tôm tươi, thậm chí là chó ốm chó gầy cũng chẳng bao giờ sót. ấy vậy mà hôm nay cả một xe chó gần ngót trăm con không hề bán được bất kỳ con nào. Nếu lúc này đem về thì cực kỳ tai hại, chưa nói đến chi phí đi lại. Đem bọn nó về sẽ tốn tiền ăn, công dọn phân, rồi thì chỗ ở. Chưa kể chẳng may nó ốm, nó gầy đi hoặc chết thì thiệt hại lớn. Bật đặc dĩ, lão lại đành trở qua những nơi khác bán lẻ. Chạy giật đến tận đêm mà mới thanh lý được có hai chục con. Đã vậy còn bán rẻ gần như hỏa vốn. Mặt lão lúc này hầm hầm bốc lửa, ngồi bên cạnh thằng thổ cũng chẳng dám mở miệng. Còn mày à nó chứ? Hôm nay là cái ngày chó chết gì không biết, đen đủ đường. Hôm nay vì tâm trạng không tốt, trong người bực bội nên lão Sâm lái xe rất ẩu. Mấy lần lão tạt cắt mặt những con xe khác, khiến thằng thổ thót tim hú hồn. Anh Sâm, anh để em lái cho, anh lái vậy em, em sợ lắm. Mày cấm miệng vào, không chết đâu mà lo. Bình thường cái lão này lái đã ẩu, hôm nay lão càng bất chấp, như thể đây là chuyến đi cuối cùng của đời lão vậy. Băng qua khu vực đông đúc, chiếc xe lao nhanh vào một con đường đất vắng vẻ. Đây là lối đi tắt về nhà lão. Con đường chỉ dài độ hơn cây, nhưng gồ ghề gập ghềnh. Bất chấp mọi thứ, lão sâm vẫn không giảm ga, khiến cho mọi thứ nhảy lên như sóc ốc. Nhất là những con chó sau thùng, bọn nó xô lên xô xuống, va đập tùm lum vào thùng xe. Bọn nó vốn đã sợ hãi sẵn, lúc này càng kêu lên ăn ẳng, co do cúm rúm vào nhau. Ngồi bên cạnh, thủ nuốt nước miếng ừng ực, mồ hôi tay chân vã ra. Mấy lần định mở miệng kêu lão đổi lái, nhưng lại sợ lão chửi. Lúc đi được chừng nửa quãng đường, bất thình lình từ bên vệ đường, có một bóng trắng lao vụt qua chắn ngay trực mũi xe, khiến cả hai người thoát tim vì thứ kia lao ra quá nhanh cộng với lão sầm đang phóng tốc độ cao nên đã không kịp xử lý chỉ nghe đến rầm một cái hai người mặt liền xanh như đít nhái thủ nói trong run rẩy "tôi bỏ mẹ rồi đ đâm chết người rồi" với lực đâm làm chấn động cả cabin như vừa rồi rất khó để hy vọng người kia còn sống hoặc nếu như may mắn chắc chắn cũng sẽ trọng thương tàn phế cả đời tóm lại dù rơi vào trường hợp nào đi nữa hai người cũng coi như xong đời lão sâm lúc này cũng ý thức được vẻ câu có bực bội không còn thay vào đó là sự sợ hãi đưa tay lau đi mồ hôi hai người vội mở cửa cabin rồi nhảy xuống thế nhưng kỳ lạ họ đưa mắt đảo quanh tìm trước xe sau xe cúi cả xuống gần dòm mà vẫn không thấy ai mặt lão ngơ ngác Chuyện quái gì thế này Khi đã rõ ràng Tao tung phải người rồi cơ mà Đứng bên cạnh Thủ cũng bần thần chẳng kém Tìm kỹ lại thêm một lần nữa Mặt lão sâm đảo quanh một lượt đoạn thúc giục Thôi kệ bẻ à nó Lên xe chuồn đi Kẻo ai đó nhìn thấy Chỉ có điều khi cả hai Vừa quay trở lại cabin Lập tức đều hét rú lên một tiếng kinh hoàng Bởi ở đó lúc này một con chó trắng đã ngồi lù lù trong đó từ bao giờ. Nó đưa cặp mắt đỏ lòm nhìn hai người, cái miệng nhếch lên như đang cười. Lão sầm ngã ngửa về sau trắng vắng, không ai bảo ai, kinh sợ đâm đầu bỏ chạy. Con chó kia không đuổi theo, nó từ từ đi vòng ra sau xe. Bằng một cách thuần kỳ, những cái cửa lồng lúc này tự động mở ra, chỉ thấy nó rú lên một tiếng tất cả những con chó bỗng chốc chuyển trạng thái từ sợ sệt khúm núm sang hung dữ. Con nào con đấy nha răng gầm gừ, rồi ao ao nhắm thẳng hướng hai người mà đuổi theo. Bị gần cả trăm con chó rượt đuổi, lão sâm sợ toát mồ hôi hột. Thân hình lão vốn bụng bia ỉ ảnh, lại thêm chả bao giờ thể dục vận động, nên chả mấy chốc đã bị những con chó phía sau rượt tới. Đang chạy phía trước, thằng thủ chỉ nghe bịch một tiếng lão sâm bị một con chó cắn vào chân đau điếng khiến lão ngã vật ra đất rồi sau đó một cảnh tượng kinh dị diễn ra gần cả trăm con chó hung dữ lao vào cấu xé nghe tiếng rên la thảm thiết của lão mà cả người thủ buồn rộn toát mồ hôi lạnh lúc đánh mắt nhìn lại nó chỉ thấy máu me loang lổ trên miệng con nào con nấy đỏ lòm lòm còn con chó trắng vẫn lặng lẽ ngồi một bên quan sát thủ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy để giành giật sự sống bởi nó biết chỉ ngay sau đây thôi người tiếp theo sẽ là mình có điều nếu cứ chạy thế này sức người làm sao mà bằng sức chó so cả về tốc độ lẫn sự dẻo dai chắc chắn thua xa nó nhanh trí khi nhìn thấy một cây bạch đàn cao chót vót bên vẻ đường nó không chạy tiếp mà vội bám vào đó trèo lên. Chỉ một lát sau, đàn chó sau khi sâu xé xong lão sâm lại đua nhau rào rào chạy tới. Ngồi trên cảnh cây, mồ hôi trên người thủ rơi xuống lộp bộ. Sau khi đám chó kỳ kéo tới nơi, chúng nó bô quanh gốc cây cắn cào dữ dội. Có mấy con trèo lên nhưng được lưng chừng lại rơi xuống. Thủ không sợ những con chó bình thường, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào con chó trắng. Thế nhưng rất may, con chó trắng dường như không có ý định ra tay với nó, chỉ thấy nó hú lên một tiếng như chó sói. Những con chó còn lại thôi không tiếp tục tấn công, liền quay đầu rời đi rồi nhanh chóng biến mất hút vào trong màn đêm đen kịt. Đến tận khi bọn nó khuất hẳn, bây giờ thủ mới như được hoàn hồn. Tuy nhiên nó cũng không dám trèo xuống ngay, sợ nhớ đâu lũ chó quay lại hoặc mai phục đâu đó, lúc ấy có mà giỏi cứu. Cứ như thế nó ngồi vắt vẻo trên cành cây, rồi thức trắng đến tận khi trời sáng trong lo sợ. Khi mặt trời đã nhô hẳn, nó mới từ từ tụt xuống, rồi bước lại chỗ lão Sâm. Một cảnh tượng có thể nói ám ảnh nhất trong đời hiện ra, dưới mặt đất, một cái xác nham nhỏ, đã bị những con chó gặm đến gần như nát bấy máu me loang lổ đỏ lòm lòm quanh đất. Chỉ nhìn thôi, thằng thủ liền cả người buồn rộn, không bước nổi. Nó cắm đầu cắm cổ lao ra đầu đường, rồi hô hoán lên. Có, có người chết! Mọi người ơi! Có người chết! Ai nấy ngơ ngác nhìn nó, chỉ thấy mặt nó bây giờ tái mét. Sao thế cậu? Ai chết? Chết ở đâu? Một người đàn ông trung niên đang đi xe đạp vội dừng lại hỏi thủ chỉ tay vào phía trong con đường đất ờ, ở ở trong kia mọi người mau gọi báo công an nhanh lên khi mọi người bước lại ai nấy cũng đều buồn rộn trước cái hiện trường quá đỗi thê thảm chừng nửa giờ sau thì công an tới nơi sau khi đo đạc chụp ảnh quanh hiện trường một anh công an bước lại chỗ thủ rồi hỏi đêm qua anh đi xe cùng với người này thủ gật đầu vâng em với ông ấy đi chung xe ông ấy bị một đàn chó tấn công đến chết mặc dù đã được nghe thổ nói trước đó một lần nhưng anh công an vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn bởi tình huống như vậy cực kỳ hy hữu anh chưa gặp bao giờ vậy lúc ấy anh làm gì và ở đâu thổ run run lúc ấy em, em sợ quá trèo vội lên một gốc bạch đàn ông sâm chạy chậm hơn nên không thoát khỏi sự truy đuổi của bầy chó sau khi nghe đến chỗ thủ nói về con chó trắng, anh công an vẻ bán tín bán nghi, còn cử người về tận làng Cao Hạ, tìm tới nhà bà Ngân để xác nhận lại vụ việc. Sau khi biết mọi thông tin thủ nói đều chính xác, anh cũng ngờ ngợ trong chuyện này có điều gì đó bất thường, nếu không muốn nói là liên quan tới tâm linh, tới những điều khó dùng lý lẽ thông thường để lý giải. Sau khi đã có đủ thông tin cần thiết, anh nhìn thủ dơ bảo bây giờ anh có thể về được rồi khi nào cần chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với anh chiếc xe ô tô đương nhiên cũng bị thu giữ lại để làm vật chứng điều tra nó là điều tra thôi chứ vụ này đúng ra có thể khép lại lập tức bởi thứ sát hại lão sâm đâu phải con người mà là một đàn chó đàn chó do chính tể lão đi thu mua về về phía bà ngần sau khi biết lão sâm chết vì bị nguyên cả một bầy chó tấn công bà sợ đến độ mất ăn mất ngủ bà sợ con chó kia nó sẽ tiếp tục tìm về nhà mình báo thù tối hôm ấy bà ngần thấp thỏm đi ra đi vào bà muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng lại ngại không dám nhà bà mới có tang sự lại xảy ra nhiều chuyện kinh hãi nên lúc này cả làng tránh bà như tránh tả đi qua đó, nhỡ may nhà họ gặp chuyện gì xui xẻo, lại đổ vấy cho bà. Thời gian chậm chậm trôi đi nặng nề, bóng đêm dần dần kéo đến. Trong nhà chỉ có tiếng lạch cạch của cái kim đồng hồ, cùng với làn khói nhang mờ mờ từ nơi cái bàn thờ của ông Tần phảng phất. Từ hôm chồng mất, đêm nào bà Ngân cũng để điện sáng choang, không dám tắt. Bà lên giường nằm cho đỡ mỏi vậy thôi, nào có ngủ được. Đến độ gần một giờ đêm, bên ngoài trời đang yên ắng, bỗng bà ngần nghe thoang thoảng những tiếng chó kêu la vọng lại. Điều ấy không lạ, bởi giờ này là lúc hoạt động cao điểm của những lò mổ quanh làng. Chỉ có điều, khi tiếng chó đang văng vẳng xa xa, bất chợt bà ngần giật bắn mình, bởi bà nghe thấy một tiếng chó chu lớn ngay sát bên hông nhà. Lúc đầu là một tiếng, nhưng chỉ ngay sau đó là hai tiếng, ba tiếng, rồi cả trăm tiếng đồng loạt vang lên. Âm thanh phát ra ngay chỗ cửa sổ khiến bà khiếp sợ, vội vùng dậy học tốc tránh xa. thế nhưng sau khi bà lui ra tới gần chỗ cửa chính, một lần nữa bà đứng tim, bởi ngay ở đó lúc này có một con chó trắng với đôi mắt đỏ lòm lòm đang dòm vào. bà ngân hét lên thất kinh, bà tiếp tục lao tới một vị trí khác những mong có thể tránh xa được những thứ đáng sợ nhưng hễ bà cứ chạy tới đâu ngay sát vách nhà bên ngoài tiếng chó chu cào mạnh vào tường lại vang lên từ đó bà ngân như người mất trí cứ đâm đầu chạy vòng quanh nhà nhưng không cách nào thoát khỏi những âm thanh đáng sợ còn đang chưa hết kinh hoàng lẫn trong tiếng chó còn có cả tiếng đập cửa rình rình kêu cứu bà ngân Bà Ngân Bà Ngân ơi Cứu tôi với Cứu tôi với Bà Ngân đến người khi nhận ra giọng nói ấy Không ai khác chính là của ông Tần chồng bà Đánh mắt nhìn ra chỗ cửa Bà thấy một khuôn mặt trắng bệch đang dán chặt Ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng ra sức cầu cứu Dưới chân ông Tần lúc này Vô số những con chó đang bu vào Ra sức mà sâu xé Ông đau đớn quản quại rít lên từng tiếng trong thê lương bên trong nhà bà ngần ngồi co quắp mặt tái xanh tái ngắt run lẩy bẩy rõ ràng lúc này mặc dù đã chết nhưng hồn ma của ông tần cũng không được yên linh hồn những con chó bị ông giết đang ra sức bâu vào trả thù chút giận bước di ảnh trên bàn thờ bỗng dưng đổ ập khiến cho ngọn đèn bừng bừng bốc cháy rồi chỉ ngay sau đó ngọn lửa lan ra khiến cho cả cái bàn thờ bốc cháy. Khói nghi ngút khiến bà ngần ho lên sặc sụa. Nhưng bà không dám lao ra ngoài, bởi ở đó lúc này là vô số những con mắt, những cặp răng nanh đang đợi bà. Mọi thứ xảy đến như có một bàn tay vô hình sắp đặt. Lửa cháy mỗi lúc một dữ đã ngồn ngột bốc lên đến tận nóc nhà. Bà Ngân không còn chỗ để nấp, bà đâm sắp ngã vồ như con thiêu thân chạy khắp nơi. Sau cùng khi sắp tắt thở, bà bất chấp đạp cửa lao ra ngoài. Chỉ chờ cô thế, những con chó với cặp mắt hau háu đã trở sẵn. Vừa thấy bà ra, chúng nó liền lập tức bổ nhào tới. Quần áo trên người bà bị chúng nó xé rách toạc trong nháy mắt. Từng miếng da thịt trên người cũng lập tức nham nhở. Âm thanh gạo thét của bà thê thiết vang lên, xen lẫn những tiếng nhai sột soạt răng rắc sau cùng chỉ còn lại một vũng máu đỏ lòm loang lổ. Mọi người chỉ phát hiện ra sự việc khi thấy một ngọn lửa đỏ rực bùng lên cao vút, ai nấy hô hoán rầm rập chạy sang. Tuy nhiên lúc tới nơi thì đã quá muộn. Chỗ góc sân, họ thấy một bộ xương trắng héo cùng những miếng vải quần áo bị xé vụn, nhớp nháp dính lại, chỉ còn một ít gân mỡ. Mấy người đàn bà yếu bóng vía lập tức choáng vang ngất lịm. Cánh đàn ông cũng không khỏi rụng rời tái mặt. Mọi người vội chi hô rồi thông báo cho chính quyền. Đôi chừng nửa tiếng sau, ông khởi trưởng thôn đã tới nơi. Chứng kiến những cái chết đầy bất thường và kinh dị chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Cả ngôi làng cao hạ gần như chấn động. Đặc biệt là những gia đình đang hành nghề mổ chó, họ đều bị ám ảnh nặng nề tới nỗi mất ăn mất ngủ. Một số gia đình dục dịch có ý định theo nghề lò mổ, sau giờ việc ấy lập tức từ bỏ. Còn một số khác cũng tính chỉ làm cố thêm một đoạn thời gian nữa rồi thôi. Duy chỉ có những lò mổ lớn, lúc này công việc đang ăn nên làm ra. Hợp đồng đã chót ký theo thỏa thuận nên không thể dừng ngang, nhưng cũng luôn sống trong lo âu sợ hãi. Phòng bệnh hơn chữ bệnh, thấy quả báo lù lù trước mắt, mọi người dù không muốn cũng phải tin họ bắt đầu đua nhau làm lễ, nhà nào có điều kiện thì làm to, không có thì làm nhỏ, cố gắng trích ra một ít công đức từ thiện, những mong có thể hóa giải đi phần nào sát nghiệp. Cũng bởi vì thế, chùa miếu trong làng thường ngày vắng tanh vắng ngắt, này bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường. Ai nấy đều sắm lễ, sắm ngãi, đổ xô đến đó để cầu cho gia đình được bình an vô sự. Riêng về gia đình bà Ngân, sau sự việc ngày hôm ấy, căn nhà cũng gần như cháy rụi, chỉ còn trơ lại bốn bức tường nham nhở. Hai thằng con trai sợ hãi cũng chẳng dám tiếp tục về đó. Khi nào có dịp về quê thì chạy sang các chú các bác ngủ nhờ. Nỗi ám ảnh vẫn chưa dừng lại. Mọi người thấy hễ cứ đềm xuống, từ ngôi nhà bằng ngần lại vang vọng lên những tiếng chó chu, rồi tiếng hai ông bà la hét như đang bị thứ gì đó truy đuổi Suốt cả tháng trời những nhà gần đó mất ăn mất ngủ vì sợ. Cứ chập tối là họ đóng chặt cửa, không dám ra ngoài, bởi hễ cứ độ tầm 12 giờ đêm là những âm thanh đáng sợ kia bắt đầu phát ra. Họ nghe rõ từng tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng những con chó gầm gừ, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rồi tiếng kêu gào cầu cứu trong thảng thốt. Câu chuyện nhanh chóng đồn ra, cánh anh em người nhà trong họ thương tình mới ra chùa mời thầy Hải về cầu siêu giúp. Chỉ có điều sau khi tới nơi, nhìn âm khí xung quanh ngôi nhà thầy Hải lắc đầu. Nghiệp hai ông bà ấy xèo rắc quá nặng, sức tôi không hóa giải được. Giờ đây linh hồn của hai ông bà ấy đang phải chịu quả báo. Ban ngày bị quỷ sai tra khảo đánh đập. Tôi đến lại bị vô số những vong hồn của những con chó đuổi theo trùy sát. Nghe xong thì ai nấy lạnh người, trước giờ nếu nói những người dân ở đây không tin vào nhân quả thì cũng không hẳn nhưng họ vẫn nuôi một hy vọng nhân quả sẽ không sờ tới mình hoặc mình có thể may mắn thoát được thế nhưng nay chứng kiến quả báo nhãn tiền họ mới biết quả thực không sai chút nào ông thảo là anh cả của bà ngân lên tiếng dạ thưa thầy vậy có cách nào giúp họ giảm bớt nghiệp quả mà mình đã gây ra không ạ à? sư hải khẽ gật đầu sư nói có đấy. Bây giờ gia đình hãy mua chim mua cá phóng sinh, làm nhiều việc công đức lành rồi hồi hướng cho họ. Như vậy cũng có thể khấu trừ bớt một phần nghiệp lực. Còn nếu muốn hết hẳn thì rất khó, bởi nghiệp của họ gây ra quá dày. Niệm tình lúc còn sống, hai ông bà Ngân đối xử với anh em họ hàng không tệ, nên mọi người đều dốc lòng dốc sức, quyên góp tài vật, rồi làm theo đúng như lời sư Hải nói gần một tháng dòng họ làm liên tục những ngày đầu thì mọi chuyện vẫn thế nhưng độ ngày thứ mười trở ra những âm thanh đáng sợ từ ngôi nhà thưa dần một tháng sau thì hàng xóm không còn nghe thấy gì nữa khi người nhà ra chùa hỏi thì thầy đáp nhờ sự đồng lòng giúp sức của cả dòng họ tội nghiệp hai ông bà ấy cũng đã được giải bớt đáng kể giờ đây tuy không bị những con chó kỳ bám theo trả thù nhưng nghiệp sát khó tránh vẫn còn rất rất lâu nữa họ mới có thể được đi đầu thai. Có lẽ đó là những thứ mà hai ông bà phải tự thân trả nghiệp. Mọi người biết vậy nhưng cũng chẳng thể nào cứu giúp. Mặc dù những sự đáng sợ xung quanh ngôi nhà giờ đây đã được hóa giải, nhưng từ đó nó cũng bị bỏ hoang, trở thành một phế tích ám ảnh chẳng ai dám bước lại gần những tưởng sau sự việc nhà ông bà ngân mọi thứ sẽ tai qua nạn khỏi ngôi làng cao hạ sẽ trở về những ngày tháng thanh bình tốt đẹp thế nhưng không phải lò mổ thứ hai bắt đầu phát sinh vấn đề đó chính là lò mổ nhà ông toán cũng là một trong ba lò mổ to nhất làng ông toán trước giờ vẫn nổi tiếng là một người ngông nghênh nóng tính không sợ trời chẳng sợ đất còn riêng nói đến mấy chuyện tâm linh ma quỷ ông lại chẳng chửi cho sấp mặt. Ở với ông bao nhiêu năm, bà tính chẳng lạ, nên có khi nào bà dám nhắc đến mấy chuyện đó trước mặt ông. Dạo gần đây khi thấy gia đình bà Ngân gặp nạn, mấy lần bà tính mở lời thì ngay lập tức bị ông chửi như té tát. Bộ có im mồm đi không? Nói nữa tôi vả cho lệch hàm bây giờ. Mà quỷ cái đéo gì? Không làm đến cám mà đút vào mồm hả? Vừa vào vừa vẩn. Cũng bởi biết tính ông như thế, nên cả làng làm lễ chỉ riêng nhà ông không làm. Thậm chí ông còn cười vào mặt những người khác, nói là họ u mê ngu dốt. Hôm ấy là vào ngày mồng một đầu tháng, nên cả làng cao hạ đều nghỉ không làm hàng. Nhà ông Toán cũng vậy. Sáng ngày ra sau khi ngủ dậy, ông dắt con xe máy ra khỏi nhà, phóng lên thị trấn làm bữa tiết canh lòng lợn. Ai kiêng thì mặc kệ, nhưng đối với ông, đầu tháng ăn tiết canh sẽ gặp vận đỏ và điều ấy dường như đúng. Bởi trong suốt bao nhiêu năm ông đều làm như vậy và chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều hôm nay thì trái ngược. Lúc đi tới đoạn chỗ nhà bà Ngân, không hiểu sao xe của ông tự dưng lảo đảo mất lái. Rồi ông đâm sầm xuống cống, bị xe cán lên, gãy dập ông chân. Ông nằm im rên la co quắp Mãi sau có người đi qua nhìn thấy mới vội chạy lại đỡ ông dậy. Sau khi đi chiếu chụp, bác sĩ nói ông bị dập ống đồng, phải nằm lại viện bỏ bột điều trị một tuần. Bà tính thấy vậy thì càng đâm ra lo sợ. Sợ nhà mình cũng sẽ gặp phải vận xui rồi, giống như nhà bà ngần dạo trước. Bà chạy vội ra chùa tìm sư hải đến nhà làm lễ giúp. Chỉ có điều sau khi biết tin, ông Toán lập tức nổi khung, bắt xe từ bệnh viện về thẳng nhà thấy sư hải đang ngồi trước bàn hương án tụng kình gõ mõ, ông sồng sọc phi vào, chẳng nói chẳng rằng lật đổ cả bàn hương án, mặt sừng sổ quát lớn. bà làm cái gì thế này? tôi bảo bà thế nào? không có cúng bái lễ ngãi gì cơ mà. xong ông quay ra nhìn sư hải, còn có ông nữa, ông mà cút khỏi nhà tôi. bất chấp bà tính ra sức van xin, ông quyết không thay đổi ý định. sư hải thấy vậy cũng chỉ đành ái ngại lắc đầu ra về. Ba ngày sau, nhà ông tiếp tục làm nghề trở lại. Quy mô nhà ông nhỏ hơn nên chỉ thuê ba người thợ giết mổ. Mặc dù chân bước đi tập tĩnh, ông vẫn không chịu ngồi yên, mà liên tục lượn qua lượn lại, khua tay múa chân, quát tháo người làm. Khi mọi người đang thui chó, ông Toán thấy vợ cứ lóng ngà lóng ngóng, ông bực mình bước lại hất bà ra, Bà đi ra chỗ khác cho tôi nhờ Nhìn ngứa cả mắt Nỡ đoàn ông ngồi xuống Lật qua lật lại con chó một cách đầy chuyên nghiệp Chỉ là ngay sau đó Một cơn gió lạ bất ngờ thổi tới Khiến cho ngọn lửa Chỗ nơi ông đang ngồi bùng lên dữ dội Cơn gió cuốn tản nóng Hắt mạnh và khắp người ngậm mặt mũi chân tay Khiến cho ông Toán dãy nảy lên Kêu rú lên vì đau đớn Mọi người đang lúi húi Ai nấy giật mình, chỉ thấy lúc này khắp người ông toán đỏ rực những bộ quần áo nhanh chóng bén lửa rồi bừng bừng bốc cháy cái bể nước cách đó không xa nhưng lúc này ông toán chân đau cộng với lửa dữ nên ông chẳng nhìn thấy đường nào mà lao tới cho đến khi mọi người dập tắt được ngọn lửa khắp người ngợp ông cũng bị nướng vàng như mỡ chó họ vội vã khinh ông lên xe rồi trở thẳng tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự Bệnh viện kết luận ông bị bỏng mức độ 4 là mức độ nghiêm trọng nhất. Với mức độ này, cho dù có sống sót, da rẻ cũng khó lòng mà hồi phục, nếu không muốn nói ông sẽ phải cả đời sống trong cái bộ dạng xấu xí đáng sợ. Ba người thợ làm cho nhà ông toán thấy vậy cũng vội vã bỏ của chạy lấy người, mọi công việc làm ăn cũng tạm thời bị đình trệ. Tuy nhiên, sự đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đó mấy ngày sau phía bên trong nhà bà tính luôn ẩn hiện thấp thoáng một con chó trắng cặp mắt của nó đỏ rực trong đêm tối cứ thoát ẩn thoát hiện vô cùng quỷ dị hôm ấy sau khi từ viện trở về bà tính mở cửa bước vào nhà việc đầu tiên bà làm là chạy đến chỗ bàn thờ thắp hương cầu xin tổ tiên phù hộ cho gia đình vượt qua kiếp nạn chỉ có điều nhang cháy được một phần ba thì tật ngấm căn nhà bao phủ bầu không khí u ám lạnh lẽo. Đang thấp thỏm lo âu, bà tính bỗng giật nảy mình, bởi nghe thấy rất nhiều tiếng chó chu phát ra từ trong chuồng. Bà hốt hoảng vội chạy lại, thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Hơn chục con chó nhà bà nhốt ở trong lòng, lúc này đều lăn quay ra chết hết. Đặc biệt từ đôi miệng của chúng nó, đều dì ra một dòng máu đỏ lòm giống như vừa bị ai bóp cổ chưa hết kinh sợ, bà lại thấy chỗ góc chuồng, một con chó trắng đang ngồi lù lù ở đó, liếc nhìn về phía bà trừng trừng. Bà tính rú lên một tiếng, rồi co giò bỏ chạy, la hét bẻ làng bẻ nước. Cô ma, làng nước ơi, cô ma, cứu tôi với. Cả làng cao hạ lại được một phen hú vía. Sau khi nghe câu chuyện mà bà tính thuật lại, ông Toán lúc này cũng đã tỉnh lại sau hơn ba ngày bất tỉnh tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu lần này khi nghe bà tính kể ông cũng không còn cứng được nữa ông bắt đầu cảm thấy sợ hãi bắt đầu tin rằng tâm linh là có thật tuy nhiên sĩ diện vẫn còn ông không dám chủ động mở miệng thừa nhận về phần bà tính lo cho sự an nguy của gia đình và các con một lần nữa bà lại chạy ra chùa tìm sư hải nhưng lần này sư lắc đầu tôi xin lỗi có lẽ tôi không có duyên với gia đình nhà bà mong bà hãy thông cảm bà tính năn nỉ thầy ơi con cắn rơm cắn cỏ con lại thầy mong thầy độ lượng hải hà bỏ qua chuyện cũ mà ra tay cứu giúp cho gia đình chúng con sư hải thở dài không phải là tôi không muốn giúp mà thực sự gia đình bà không có duyên với phật pháp dù thương tôi cũng không sao cứu được đem theo tâm trạng ảo não, nặng nề quay trở về bệnh viện. Sau khi biết chuyện, ông Toán mặc dù đang mệt, nhưng vẫn cố gắng giọng. Bà không phải sợ, không nhớ được người này, thì nhớ người khác. Nhà mình có tiền mà, lo gì? Bây giờ, bà đi tìm một thầy Pháp cao tay về, chấn điểm xung quanh nhà mình cho tôi. Cứ tìm vị thầy nào giỏi nhất đấy. Lúc này xem ra cũng chỉ còn mỗi cách ấy, dù ông không nói, bà cũng sẽ làm như vậy. Rất nhanh sau đó, bà đã tìm được một vị thầy cao tay có tiếng tên nghị ở tỉnh bên vẻ giúp. Thầy dẫn theo hai vị đệ tử, cưỡi con xe ô tô màu vàng bóng loáng đi tới cổng thì đỗ lại. Khi nhìn thấy thầy bước xuống xe, bà tính không khỏi ngỡ ngàng, choáng váng. Nghe danh thầy lắm tiền nhiều của đã lâu, hôm nay bà mới được mục sở thị. Nhìn từ đầu tới chân, đầu đầu cũng sặc mùi tiền bởi những vòng cổ vòng tay đồng hồ đều bằng vàng lấp lánh thầy rõ ràng là đàn ông mà đánh son môi đỏ quạnh tóc để ngang vai nhìn nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ đã vậy lại thêm cái quả giọng the thé nửa nạc nửa mỡ mới đầu bà còn tưởng mình đã gọi nhầm người thế có phải là nhà ông bà tính toán không nhỉ bà tính vội gật đầu đon đả dạ đúng rồi thầy mời thầy vào trong nhà xơi nước thầy nghị quay về phía sau đoạn hất hàm kêu hai thằng đệ tử đi theo vừa bước vào trong nhà còn chưa kịp ngồi xuống thầy đã chỉ tay lên bàn thờ rồi phán chết rồi chết thật rồi nhà bà bị ma quỷ nó theo ám rồi hạn này lớn lắm bà tính nghe vậy thì tái mặt giọng lạy vạ dạ có gì trăm sự, ngàn sự nhỏ thầy, thầy cố gắng giúp nhà con với. Thầy nghị bấm bấm đốt ngón tay, đoạn đi vòng quanh nhà một lượt, sau cùng lắc đầu. Ê, hey, ca này khó đấy, so với lúc đầu tôi tưởng, nó còn khó hơn rất, rất nhiều. Bà tính mếu máu. Dạ, mong thầy cố gắng nghĩ cách, dù có phải bán nhà bán cửa, chúng còn cũng không có tiếc, miễn sao mọi người được bình an vô sự nghe từ đây mắt thầy nghệ sáng lên thầy e hèm một tiếng đoạn bảo thôi được rồi niệm tinh nha chị thành tâm tôi cũng không nỡ thấy chết mà không cứu nhưng mà chuyện này rất khó bởi thế tiền thù lao tôi cũng không thể lấy rẻ được bà tính nghe vậy thì mừng rớt nước mắt đối với bà mà nói tiền bạc bây giờ chẳng thành vấn đề miễn sao đuổi được thứ tả ma kia đi mọi người đều được bình an vô sự là bà mừng lắm rồi. Dạ, riêng việc tiền nong, thầy cứ yên tâm, hết bao nhiêu, gia đình chúng con cũng xin chịu, không dám có nửa lời oán thán. Lão nghị quay đầu hất hàm ra hiệu, thằng đệ tử hiểu ý, liền bước lại rồi kéo bà ra một góc. Không rõ hai người nói gì, chỉ thấy bà tính há mồm há miệng, vẻ đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bà cũng gật đầu rồi đưa bút ký vào một tờ giấy đã được biên sẵn. Tiếp sau đó, hai người bước vào trong buồng, lát sau bước ra. Trên tay thằng đệ tử đã cầm theo một cái túi bóng đen lớn nặng trịch. Chẳng cần hỏi, lão nghị cũng biết trong đó là gì. Lão tiếp tục hắng giọng <laughs> Tôi là tôi thương gia đình nhà ông bà lắm, nên mới ra tay giúp. Chứ còn làm cái việc này là đi ngược lại với thiên ý tổn thọ lắm đấy, bà có biết không? Dạ vâng, gia đình chúng con xin độ ơn thầy, ơn này chúng con không bao giờ dám quên. Thầy nghĩ xua xua tay. Thôi được rồi, tôi đưa cho bà hai lá bùa, một lá bà yểm trước cổng, con lá này bà yểm trước cửa nhà, mọi chuyện sẽ được bình an vô sự. Bà tính nghe vậy thì đỡ người, bà con tưởng thầy phải đào tò búa lớn, làm lễ này lễ nọ, rầm rộ trong nhiều ngày, mới có thể giải trừ tai kiếp. ấy vậy mà, thầy móc ra mỗi hai lá bùa, rồi cam đoan mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tuy trong bụng hơi nghi ngờ, nhưng bà cũng chẳng dám chất vấn, chỉ ậm ờ rồi cầm lấy. Rất nhanh sau đó, thầy nghị dặn dò đôi ba câu, rồi cùng hai người đệ tử chào từ biệt, rồi phóng đi mất hút để lại phía sau là bà tính với ánh mắt sững sờ đầy nghi hoặc tuy nhiên bởi đây là vị thầy nổi tiếng trên mạng khắp cả cái vùng này ai ai cũng biết nên bà rất tin tưởng đem hai lá bùa rồi yểm vội xuống chỗ cổng và trước nhà ngồi trên ô tô sau khi phóng đi được một đoạn lão nghị quay qua thằng đệ tử ngồi kế bên rồi hỏi thế nào khi nãy mày ra giá, giá bao nhiêu Thằng đệ tử mắt cười gian xảo, nháy nháy rồi đáp. Còn thấy nhà bà ta khá giả, lại đang lâm vào tình huống nguy kịch, nên còn phát giá 300 triệu. Nhưng tưởng sau khi thấy thằng đệ tử nói vậy, lão nghị sẽ cười lên vui sướng. Thế nhưng không phải, mặt lão đanh lại và cho đến bóp một cái vào mặt khiến nó choáng váng. Mẹ cái thằng ngu! Mày không nhìn thấy tao dơ năm ngón tay đi à? sao lại lấy cái 300 triệu thằng này đưa tay lên má suýt xoa miệng ú ớ giải thích ờ, dạ dạ tại, tại lúc đấy thầy dơ kín quá con, con không nhìn thấy nhưng mà con nghĩ giá 300 triệu cũng là cao rồi cao cao cái đầu mày hả bao nhiêu tiền tao thuê chạy quảng cáo trên mạng rồi cài cắm người khắp nơi như vậy thấm tháp vào đâu lần sau khôn khôn lên tí biết chưa thằng kia gật đầu rối rít Dạ, dạ, con biết rồi. Lần sau, con sẽ rút kinh nghiệm để ý kỹ hơn. Sở dĩ cái lão nghị này là một tay thầy giỏm, truyền đi lừa bịp mà vẫn không bị bắt. ấy là vì lão đã tính toán hết mọi đường đi nước bước. Mỗi khi đến bất kỳ nhà ai, việc đầu tiên lão sẽ làm nghiêm trọng hóa vấn đề cho tín chủ sợ hãi. Đến khi dọa xong, lão sẽ làm ra vẻ việc này cực kỳ khó, cực kỳ nguy hiểm, để dễ bẻ vòi giá. Để chắc ăn hơn, lão còn bắt họ ký vào một tờ biên bản đã soạn sẵn. Nó như là một bản giao kèo đôi bên tự nguyện để tránh sau này xảy ra kiện cáo. Tuy vậy, nhưng những người giàu đâu có anh ngu, bởi thế không phải vụ nào lão cũng thành công. Thế nhưng hôm nay, lão đúng là mèo mù vơ cá rán. Lão chém gió, nhưng lại đúng với tình cảnh của gia đình nhà ông bà Tính bởi vậy bà mới tin sái cổ rồi giao tiền vội. Có bệnh thì vái tứ phương, tính mạng nhà bà lúc này như mảnh chỉ treo chuông, nên cứ gặp đầu bù đó cũng chẳng thể trách được. Còn về hai lá bùa kia, đương nhiên là chẳng có tác dụng gì cả, bởi nó chỉ là một miếng giấy lộn do lão viết rằng viết bậy lên mà thành. Cuối cùng cũng đến ngày ông Toán được xuất viện. Chỉ có điều nhìn bộ dạng ông lúc này vô cùng đáng sợ. Mặt mày xám xịt, da xù xỉ như da cóc, khiến mọi người nổi gai ốc khi nhìn thấy. Ông gọi điện cho ba người thợ mổ chó lúc trước, nhưng chẳng ai bắt máy. Bởi thế công việc kinh doanh cũng tạm thời chưa thể tiếp tục. Nhiều lần bà tính khuyên ông đổi nghề khác, nhưng ông vẫn kiên quyết. Chẳng phải, bây giờ tất cả mọi thứ đã đã ổn rồi sao? Sợ cái gì? ngày mai tôi sẽ tiếp tục hành nghề biết tính ông như vậy bà tính cũng chẳng dám nhiều lời bởi sợ ông sẽ nổi nóng rồi chửi thêm cho mình một trận đêm hôm ấy khi đang thiêu thiêu ngủ bỗng bên ngoài trời nổi gió lớn chỉ một lát sau mưa bắt đầu chút xuống sớm chớp nhập nhằng sáng rực cả bầu trời mọi khi bà tính rất thính ngủ chẳng hiểu sao hôm nay trời mưa to gió lớn như vậy, bà vẫn không hay biết gì cả. Còn ông Toán lật qua lật lại, mi mắt giật giật như sắp sửa thức giấc. Bất chợt bên tay ông vang lên một giọng nói âm u như từ cõi xa xôi vọng về. Chạy đi! Toán ơi! Chạy mau đi! Chúng nó đang tới! Câu nói cứ lặp đi lặp lại mấy lần, vang vọng trong đầu của ông Toán Đến khi ông mở mắt, những âm thanh kia vẫn còn chưa dứt. Chạy mau lên. Chúng nó sắp tới rồi. Chúng nó sắp tới rồi. Ông Toán lập tức nổi ra gà, lông tóc gáy dựng đứng. Và ông nhận ra thanh âm kia không ai khác, chính là ông cụ thân sinh đẻ ra mình. Đã mất cách đây hơn 10 năm về trước. Ông vội vùng dậy bước xuống giường mở cửa. Ngay khi nhìn ra chỗ sân thì ông điếng người ở đó lúc này là một cái bóng trắng mờ mờ ông vẫn có thể nhận ra đó chính là ông học bố mình miệng của ông lắp bắp run rẩy bố có có phải là bố không ông học không đáp mà chỉ liên tục thúc giục chạy màu lên chúng nó sắp tới rồi không chạy nhanh là không kịp nữa đâu bố bố, bố bảo cái gì à, ai tới nó một con chó tình nó sắp tới để giết chết mày Chạy mau đi Ý thức được sự nguy hiểm Ông Toán cũng chẳng dám hỏi thêm Lập tức lao đầu về phía cổng Chỉ có điều khi ông vừa bước chân ra ngoài Cánh cửa bỗng đóng sầm lại Trong sự kinh ngạc Đến khi quay lại Ông không thấy bố bố mình đâu nữa Ông Toán ngơ ngác không hiểu chuyện gì Định quay trở vào Thì cánh cổng đã chốt chặt Còn chưa hết bất ngờ kinh ngạc từ phía đầu ngõ, ông thấy có vô số những cặp mắt sáng rực trong đêm đang từ từ bước tới. Nó phong tỏa mọi ngã rẽ, khiến ông không còn lối thoát. Ông toán gào thét trong sự khiếp sợ. Ông giật cánh cổng đùng đùng, nhưng vẫn không sao mở được. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Gần cả ngàn con chó cùng lúc lao vào. Nó sâu xé ông không còn một mảnh. Sau cùng động lại trước cổng, chỉ là một vũng máu đỏ lòm loang lổ. Bất chợt, có một tiếng sét long trời vang lên. Cùng lúc ấy, ông Toán bừng tỉnh, mồ hôi ông vã ra đầm đìa. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ông đưa tay vuốt ngực, thở ra từng hơi khó khăn nặng nhọc. Mọi thứ vừa rồi diễn ra trong giấc mơ, quá đỗi chân thực. Cảm giác đau đớn, xé gan, xé ruột vẫn như còn đang hiện hữu ngồi bần thần chỗ góc giường dễ cả tiếng đồng hồ khi cảm xúc đã lắng bớt ông toán mới khẽ thốt lên mày quá may mà vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng khi câu nói vừa dứt một lần nữa ông suýt đứng tin bởi trong khoảnh khắc ánh chớp vừa lóe lên ông thấy có một cặp mắt đỏ lòm đang liếc nhìn ông qua khe cửa và đúng đứng ở đó lúc này không gì khác chính là con chó trắng. Chỉ có điều nó no đứng thẳng bằng hai chân, mọi động tác giống y như của con người không khác. Đáng sợ hơn nữa, bên tay ông Toán lúc này còn vang lên tiếng cười khúc khích, giống như của một đứa trẻ con vang vọng trong đêm cực kỳ ghê rợn. Cùng lúc ấy, ông bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, giống như có cả vạn mũi kim cùng lúc đâm vào từ bên trong những lớp da bị bỏng chưa lành máu bắt đầu rỉ ra máu rỉ mỗi lúc một nhiều loang lổ nhuộm khắp người ông thành một màu đỏ chét nhìn ông lúc này giống như thể vừa nhảy ra từ bể máu nghe tiếng ông la hét thảm thiết bà tính cũng lập tức vùng dậy chạy ra khi nhìn thấy cái bộ dạng đầy kinh dị và đáng sợ của ông bà khiếp hãi không dám bước lại gần vội đạp cửa xông ra ngoài chi hô cầu cứu ông toán lúc này như người mất trí ông đâm đầu vào tường húc khắp nhà rầm rầm đến khi cái đầu của ông nát bấy lòi ra cả óc trắng như bão đậu ông mới nằm gục xuống đất co quắp dãy ruộng một lúc thì tắt thở khi những người hàng xóm chạy sang tới nơi họ chỉ thấy vương vãi khắp nhà toàn máu là máu riêng cái xác của ông toán thì không thấy đâu cả mãi cho đến mấy ngày hôm sau người ta mới tìm thấy có một bộ xương trắng lẫn trong cái bãi rác tập kết phía cuối làng. Sau cái chết đầy ly kỳ kinh dị của ông Toán, một lần nữa cả làng cao hạ nhốn nháo khiếp sợ. Nói như một hồi chuông cảnh tỉnh, cũng như một nhát búa tạ Nệm mạnh vào sự kiên cường ngoan cố của những người vẫn quyết tâm theo nghề lò mổ. Và quả đúng như vậy, sau lần ấy, đến 9 phần 10 những lò mổ đồng loạt dừng hoạt động, nói chứ tiền cũng quý nhưng cũng không thể quý giá hơn tính mạng về phần con chó trắng kia sau sự việc lần đó không còn ai nhìn thấy nó nữa nhưng vì lo sợ và ám ảnh nên mọi người đã họp bàn với nhau rồi quyết định lập một ngôi miếu ngay chỗ gốc đa đầu làng đặt tên là miếu khuyển vương với hy vọng nó sẽ không tiếp tục quay trở lại sát hại những người dân trong làng nữa cho đến tận ngày nay Làng cao hạ cũng chỉ còn lưa thưa, lác đác một vài người theo nghề. Mặc dù lợi nhuận kiếm được rất tốt, nhưng không ai dám mở rộng quy mô vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó lý do chủ yếu vẫn là do họ sợ. Họ sợ nếu mình giết quá nhiều sẽ lại lâm vào tình cảnh giống như gia đình bà ngân và ông toán lúc trước. Thi thoảng có những đoàn phóng viên nhà báo về làng làm phóng sự, mọi người đa phần là đều rè dặt tránh né nhất là khi được hỏi về lý do tại sao làng nghề dần bị mai một. Mọi người đa phần sẽ nói những lý do rất chung chung như nhu cầu sụt giảm, làm ăn không còn được lợi nhuận tốt, vân vân rất nhiều. Nhưng riêng đối với người dân làng cao hạ, họ đã biết rõ lý do chính là vì những quả báo đáng sợ mà họ đã từng được chứng kiến tận mắt hoặc nghe người đi trước kể lại Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ tin đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi và 20 giờ hàng ngày. Và quý vị thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào nghe audio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện để phục vụ quý vị. Và thời lượng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.